Xin chào tất cả mọi người. Mình đang đi xem gà. Chạy gà rừng tí trên kia kìa. Đấy, tí trên kia. Và đây là bác nhà mình nhá. Tranh thủ đi chăn bò. Chăn bò và tranh thủ làm rau cho khách nữa mọi người ạ. Đây. Mình đang định mua một con nữa. Mua nó dày, dày như con này. Mang về dùng nữa cơ. Đó. Còn là bác đang làm. Thế là tấm này vừa rồi là có ua xí. Lấy bây giờ. Một đá cầu xe lo. Đá cầu. Cái này là cái bác đang cơm nha mọi người ạ. Đó, nhìn chất lượng phết đấy. Nhíp ô tô nha mọi người nha. Làm bằng nhíp ô tô nha. Hàng chè hàng u ra nó hồng chè sập lơ chứ hàng chè mà chè mà vẫn chè hết ô chè tung nó mà ra chè chì rồi thế luôn. Mọi người nè, nên phải đi rừng ấy, nên phải có một cái như thế này mang vừa đi vừa dùng. Ví dụ như là đôi khi gặp con rắn hung hay là gặp cái gì đó còn được bảo vệ mình chứ mọi người. Giống như trước có súng thì không nói rồi, chứ bây giờ không có súng đi rừng nó phải có một con như này. Và đây là con mà mình đang dùng đây này mọi người ạ. Đây là con mình đang dùng nha mọi người nha. Con này đã giết chết một con rắn xanh rồi. Đây này. Cái này nhìn như vậy thôi nhưng mà đã giết chết một con rắn xanh rồi nha. Đang đi bẫy gà tự dưng nhìn trước mặt nó cứ lạ lạ, nhìn kỹ lại lần hai. Hóa ra một con rắn này là mình lấy dao này. Chặt một phát cho nó đứt luôn. Ok. Đó, quay một chút đi này nha mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.